Thương vụ mua lại tập đoàn Toshiba của Quỹ đầu tư đối tác công nghiệp Nhật Bản đã hoàn thành. Toshiba sẽ hủy niêm yết trên sàn chứng khoán Tokyo và sàn chứng khoán Nagoya vào cuối tháng 12 tới. Sau đó thì sẽ tiến hành tái cơ cấu để vực dậy hoạt động kinh doanh. Thông tin chi tiết, phóng viên Long Nguyễn sẽ cho biết qua phần điểm báo tại Nhật Bản. Sau khi hoàn thành chương trình chào mua, tập đoàn Toshiba đã tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 22 tháng 11 và quyết định hủy niêm yết của tập đoàn trên các sàn chứng khoán vào ngày 20 tháng 12 tới. Báo Nikkei cho biết, Quỹ đối tác công nghiệp Nhật Bản đã thực hiện thương vụ chào mua đối với Toshiba. Tỷ lệ đăng ký cổ đông là 78,65%, vượt quá 67,7% số cổ đông cần thiết để tiến hành đại hội cổ đông. Tại đại hội cổ đông bất thường, đề xuất hợp nhất cổ phiếu để chuyển tập đoàn Toshiba thành tập đoàn tư nhân đã được thông qua. Tập đoàn này sẽ hủy niêm yết vào ngày 20 tháng 12, chấm dứt lịch sử 74 năm niêm yết trên sàn chứng khoán. Quỹ đối tác công nghiệp Nhật Bản, bên thực hiện thương vụ chào mua này, có kế hoạch hồi sinh tập đoàn Toshiba với một kế hoạch kinh doanh mới và sự điều hành ổn định của cổ đông thống nhất. Theo thông tin trên báo Asahi, Toshiba có 4 lĩnh vực kinh doanh chủ chốt bao gồm điện hạt nhân, xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị bán dẫn và công nghệ thông tin. Các lĩnh vực này bị chia tách vào năm 2017 nhằm mở rộng sự phát triển, nhưng cơ chế quản lý bị chồng chéo. Quỹ đối tác công nghiệp Nhật Bản cho biết sẽ tái hợp nhất 4 công ty thuộc 4 lĩnh vực này để làm trụ cột cho kế hoạch khôi phục hoạt động kinh doanh. Về kế hoạch trở lại của Toshiba, báo Mainichi cho biết, trong quá trình khủng hoảng, tập đoàn đã bán đi các lĩnh vực kinh doanh có thế mạnh, như năm 2016, khi gặp khó khăn về tài chính, đã bán mảng kinh doanh thiết bị gia dụng và y tế. Đến năm 2018, bán mảng kinh doanh bộ nhớ bán dẫn, lĩnh vực có lợi nhuận lớn vào thời điểm đó. Sự trở lại của Toshiba dự báo rất khó khăn. Hiện nay doanh thu đã giảm một nửa. Nếu doanh thu năm 2015 của Toshiba là 44,67 tỷ đô la Mỹ, thì đến năm 2023 chỉ còn 22,67 tỷ đô la. Toshiba dự kiến sẽ cắt giảm nhân sự và hợp nhất các công ty con, nhất là các công ty con kinh doanh thua lỗ. Tập đoàn sẽ tập trung vào các lĩnh vực cơ sở hạ tầng và lượng tử làm trụ cột cho chiến lược tăng trưởng sau quá trình tái cơ cấu. Long Nguyễn, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam,